FPT Smart Home, nâng tầm phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc ổ cắm thông minh nằm trong hệ sinh thái của FPT Smart Home nhé. Trên tay mình đang có một chiếc ổ cắm thông minh sử dụng chuẩn kết nối là Zigbee nhé. Thì ở đây mình đang có một bộ hub trung tâm này, FPT PlayBox S này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để kết nối chiếc cái ổ cắm thông minh này và để có thể điều khiển thông qua điện thoại hoặc là có thể thông qua giọng nói. Thì ở đây nó sẽ được có cơ bản như này là có hai chiếc phích cắm đây để cắm vào nguồn điện 220V và hai cổng ra. Ngoài ra nó thì sẽ có một cái nút cứng ở đây để mình có thể tắt bật tinh động. Thì bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để kết nối vào cái ứng dụng này nhá. Đầu tiên là sẽ mình sẽ cấp nguồn cho nó này. Thì khi mình cấp nguồn ấy thì cái đèn này nó sẽ sáng lên và sau đó tự động nó tắt đi. Đó, khi mình bật lên thì mới được bật đi này, tắt bật này. Đó, nó phải tắt bằng cơ nhé. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm ở trên điện thoại lên. Thì hiện tại thì các bạn đã sử dụng cái thiết bị thông minh của FPT Smart Home thì các bạn sẽ sử dụng qua cái ứng dụng này nhé, Logo Live. Thì tương lai thì bên FPT Smart Home sẽ đổi thành FPT Live. Các bạn đầu tiên các bạn mở ứng dụng Logo Live cho mình ở tại cái màn hình trang chủ ấy. Các bạn chọn một dấu cộng này. Đó, chọn một thiết bị, sau đó chọn là mục Zigbee. Thì ở đây mình sẽ có hai cái thiết bị Zigbee, thì mình sẽ chọn một cái thiết bị Zigbee của mình mong muốn. Các bạn nếu mà sử dụng một thì sẽ là hiển thị tích luôn ở đây. Chọn bắt đầu. Thì nó ra cái chọn phần thiết bị Zigbee là công tắc cảnh này, cảm biến cửa này, cảm chuyển động này, công tắc hay là bộ điều khiển rèm. Thì ở đây mình sẽ chọn một ổ cắm nhé. Thì lúc này nó sẽ đang đợi kết nối gấp đôi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhấn giữ cái phím nguồn này để nó phát ra tín hiệu Zigbee để điện thoại có thể kết nối được. Thì chúng ta có thể giữ cho đến khi đèn sáng đỏ nhấp nháy thì chúng ta nhả tay ra này. Đó. Thì thiết bị trên điện thoại sẽ tìm thấy. Đó. Thì chúng ta chọn cài đặt ngay, chọn ở phòng ngủ hay phòng khách cũng được. Thì ở đây mình có thể chọn là phòng khách đi. Rồi đó, hoàn thành. Đối với cách reset thì các bạn cũng làm tương tự, là có thể nhấn giữ vào đây đến khi đèn sáng nháy đỏ thì mình nhả tay ra nhé. Đấy, ở trên này thông báo trong cái phần Google Home của mình nó đã link ra, đã thêm thiết bị ổ cắm này. Bây giờ mình sẽ có thể điều khiển được. Đây, điều khiển được này. Đang tắt bật lên này, sáng đỏ này, tắt đi này, sáng đỏ này. Đấy. Thì đối với ổ cắm thông minh này thì mình có thể tận dụng vào được những ứng dụng như là van tưới cây này, hay là chỉ là có thể làm còi báo động. Đây thì mình có thể thử cho các bạn thấy nhé. Ở đây mình đang có một chiếc còi hú báo động 12V, thì mình đang cắm sử dụng qua con adapter 12V 1A này. Thì mình sẽ cắm ổ cắm vào đây. Đó. Cắm cái nồi đây để trong cái trường hợp nếu như mình có cảnh báo gì đấy thì nó sẽ phát ra còi đây. Thì trên điện thoại chúng ta sử dụng này, chọn là một ổ cắm. Thì phần này mình có thể đổi tên ra trên thiết bị khác được nhé, đổi tên ổ cắm này, hay là sạc pin hay sạc điện thoại bất kỳ cũng được. Đây. Thì nó hiện tại nó đang là tắt. Bây giờ mình sẽ bật nó lên nhé. Đây, bật này, bật nó lên nó sẽ kêu hú lên này. Ok Google, bật ổ cắm, nó sẽ hú lên này, mạng mình chắc hơi như vậy là các bạn đã biết nắm được cách kết nối rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.